Hai, chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay lại kênh của mình ha. Thì mấy hôm nay mình tiếp mình lên hơi ít ha. Hồi nãy thấy có anh nào anh hỏi là mình đồ điện khi nào lên, thì chắc khoảng cuối tuần này mình mới lên được đồ điện nha bạn. Tại có mình cái thằng em mình nó phụ mình làm đồ ba đồ điện á, hôm nay nó có công việc nên nó về quê chắc vài tháng á, nên giờ mình có mình bận quá nên mình sẽ các video clip của mình sẽ lên ít lại các bạn. Tại có mình thì mình đi làm nữa, đi làm giờ hành chánh nên cái thời gian mình dành cho công việc này rất là ít, nên có người phụ thì mình mới lên được nhiều cái video clip, còn con mình thì chắc lên ít không nhiều đâu ha, lâu lâu lên một cái cho các bạn xem thôi. Thì ok, thì quay lại vấn đề chính nha. Hôm nay trên ảnh các bạn thấy thì mình có chắc khoảng mười mấy hai chục cái, để coi nhiêu nó không biết, 2, 4, 6, 8, 10, khoảng 14-15 cái máy ống vít nha các bạn. Máy ống vít 7.2V, máy ống vít máy khoan 7.2V ha. Thì cái dòng này thì mình đã giới thiệu nhiều rồi. Thì có một số bạn hỏi còn hay không ha. Thì bạn mình hàng này mình lúc nào mình cũng còn nha các bạn. Lúc nào cũng còn ha. Máy thì còn rất là đẹp ha các bạn. Đó. Cái này thì hơi xấu một xíu. À, các bạn nào lấy thì cứ liên hệ với mình. Thì mấy cái này thì mình chưa lên pin ha, có con cây thì mình lên pin rồi nè. Đó, chạy rất là im nha, mấy cái dòng này chạy rất im, các bạn làm được điện tử, các bạn làm điện tử đâu rất là ngon, thích hợp nha bạn. Đầu măng răng nè, rất là khỏe nha. Mấy con này dặn vít đồ rất là ok nha. Thì giờ để mình tháo thử một hai máy bên trong cho bạn xem nha. Thì máy này thì thường là nó đẹp không nha các bạn, ít khi nào có xấu lắm. Chung là để mình kiếm cái mũi vít mình tháo ra nó. Giờ mũi vít đâu rồi? Thì cái máy này á, mà bạn nào máy pin sạc mình đóng sẵn á, thì 450 một bộ nha bạn. Máy pin sạc pin mình pin lên Lion 8.4V nha. Pin Lion 8.4V thì cái dung lượng nó thì 2000mAh nha bạn, 2000 hoặc là 2200 tùy cái đợt hàng mình về nha các bạn. Tùy đợt pin mình về nha. Hiện tại thì mấy nay mình cũng hết pin rồi nên mình cũng ít lên video nha. Còn có đâu mấy sale à, chưa được để bắt một bắt sale. Thì cây này thì mình giới thiệu lại ha, bạn nào chưa xem thì xem nha, bạn nào xem rồi thì xem thêm cho rõ ha. Cái này thì có một cấp khoan nè, nó 5 cấp trượt tương ứng với cái việc mà mình tháo vít ha. Ví dụ như đây mình thì thử tay trái thôi, mình để gì cho bạn dễ xem đi. Đây ví dụ như mình dặn ở cấp 1 đi, cấp trượt 1 ha, thì mình dặn nó rất là nhẹ nha bạn. À, chụp tay rất là nhẹ nha. Đó, thì này là dành cho những cái bạn nào dặn mấy con vít đồ mũ đồ nhựa gì đó cực kỳ nhẹ ha. Còn cấp 2 thì nó nặng lên từ từ nha bạn. Đó. Cấp 3 thì nó nặng lên hơn thêm nữa nha. Đó. Nó nặng từng nấc vậy nha bạn. Và cấp 5 là cấp khoan nha, cấp 5 là cực kỳ mạnh luôn nha. Thì giờ mình sẽ dặn một hai con trong đây cho bạn xem nha. Giờ mình bóc đại mình cũng không biết nữa, có các như bóc con mới vậy ha. Dặn bên trong nha, thường mấy con này bên trong nó đẹp lắm nha bạn. Nó đang ở cấp dọn chút vô để sao nằm xuống cho dễ ra. Thì mấy con này mình chưa tháo nha bạn, có cái còn cái đầu ấy luôn nè, đầu măng răng. Thì thường mấy con này rất là đẹp, ít khi nào có con xấu lắm nha bạn. Đó ha,
Con này thì 4.8V thôi, nhưng mà nó xài giống nhau hết nè. Con này thì 4.8 mà cực kỳ đẹp luôn. Nhưng mà mình không hiểu sao nữa, cái motor 4.8 với motor 7.2 giống hệt nhau nha các bạn. Đó. Nhưng này để 4.8 rất là đẹp luôn. Giờ hồi mình sẽ mở thử cái con xấu nhất trong đây thử ra nó làm sao ha. Khi các bạn làm đồ điện tử, đồ hay là đồ linh tinh nhà thì các bạn có con như vậy các bạn dặn rất là tiện nha. Bạn rất là tiện, rất là đỡ tốn công, chứ các bạn ngồi cầm vít dặn mệt lắm nha các bạn. Ngồi cầm vít dặn mệt lắm. Giờ mình lấy cái con cũ đi. Con cũ này mình dặn ra thử bên trong nó cũ không. Thì con nhầm con nha. Mấy con cũ này thì mình giảm giá một xíu nha. Vài chục ngàn nha. Ui da. Mũi vít này không đúng. Các bạn đợi mình xíu mình kiếm cái mũi vít của nó thôi. À đây nè. Cái mũi này. Này mũi này mới đúng nè. Không đúng dặn ra liền. Không thì con này chắc xấu à. Con này nhìn ở ngoài là nhìn thấy xấu rồi, bên trong chắc cũng xấu luôn nè, chứ không đẹp đâu. Wow, bên trong cũng còn rất là đẹp luôn nha bạn. À bạn thấy motor nó không, cực kỳ đẹp luôn nha. Nó xấu là tại cục pin này nó bị nước vô gì nó dơ nha. Bỏ cục pin này ra thay hai cục pin lithium vô là rất là đẹp. Này con này cực kỳ đẹp luôn. Nhìn nó bên ngoài nè. Bên ngoài xấu. Úi giời. Ồ, xém rớt camera các bạn. Này bên ngoài xấu nhưng mà bên trong cũng cực kỳ đẹp. Mấy con này ít có con nào xấu lắm nha các bạn. Thường bên trong nó rất là đẹp. Ha. Con này thì mấy con này các bạn nào về tự đổ pin lên cũng được. Thì cái mạch sạc 2 cell, tại không nhất thiết là bạn ấy ha, bạn chết rồi. Không nhất thiết là các bạn xài mạch sạc mà để mạch xả rồi cái mạch bảo vệ xả nha. Cái này mình để 2 cell vô tại nó yếu là nó chạy yếu xìu rồi mình biết mình sạc ha. Nó không có làm hại, nó dòng nó không có cao, không có làm hại hư pin đâu. Nhưng mà mình cũng phải có cái mạch để mình sạc cho nó tiện á. Thì thường ba cái này mình về nhiều lắm. Rồi, mình sẽ mở thử một con nữa ha. Lấy đại con nào đi. Con này đi. Ha. Này ha bạn. Con này cực kỳ đẹp luôn, đầu măng răng mới chát luôn nè. Đó. Thì các bạn nào muốn mua, ví dụ như mua nguyên cặp á mà không đóng pin thì mình mới bán nha. Nếu một con á thì bán một con mà không đóng pin á thì 300 ngàn nha. Còn bạn nào đóng pin lên á, bạn nào mà mua một cặp mà không đóng pin một cặp thì mình bán 500 nha. Còn một con là giá là 300 nha. Còn đóng pin là 450 nha. Rồi ok, mình nói rõ vậy ha các bạn. Rồi mình sẽ để ở dưới cái phần comment nha. Bạn nào xem thì muốn mua thì cứ liên hệ ha. Thì các bạn trời, con này như mới luôn các bạn ơi. Phải nói là như mới luôn nha. Con này để 2 cell vô là chạy là xài rất là sướng luôn. Cực kỳ mới luôn, như mới luôn. Rồi ok. Thường mấy con này không có cũ nha các bạn. Nãy các bạn thấy nha. Bạn muốn gỡ con nữa mình gỡ nữa nha. Mình lấy đại chứ mình không có chọn lựa nha các bạn. Thì trong một đám thì nó cũng có 1-2 con xấu chứ không phải không có nha các bạn. Đó là chuyện bình thường nha các bạn. Hàng cũ mà. Hàng cũ thì mình không có nói được điều đó đâu. Thì các bạn nào mua cứ liên hệ mình. Đây mình chia sẻ nè. Cái mạch nó nè ha các bạn.
cái mạch nó đây mình mua nè. Mạch này mình mua trên Shopee, các bạn nào muốn tự đóng thì mua lên Shopee mua nha. Đó. Mạch này mạch 2S nè, mạch sạc, mạch xả luôn nè. Này người ta nói là 15 ngàn hay nhiêu á. Sạc nè. Sạc mình mua về nha các bạn. Này mình nhập từ Trung Quốc về luôn nè. Rồi nhập trên Shopee mà cái cửa hàng này bên Trung Quốc nè các bạn. À đó. Mình mua lần bao nhiêu sạc đây nè. Cực kỳ nhiều luôn nha, mua mấy chục đó. Đây nè, trong một bao này là sạc không nha các bạn. Đó, này sạc sạc này sạc tốt chứ không phải sạc dởm nha các bạn. Để mình mở thử các bạn xem nè, nó có mã vạch để nó sức kho luôn nè. Này thường nó quản lý nó sức nè. Nè power adapter ha, 8.4V 1A ha. Đó, điện 100V đến 240V nha. Đó, made in China, hàng China nha. Cái sạc này sạc xịn chứ không phải sạc dởm dởm nha các bạn. Sạc 1A dạng này là dạng tốt nha các bạn. Đó. Thì mình mua rất là nhiều. Cái bao này là 30 cái đó các bạn. Đâu không biết. Nè. 30 bộ nè, sạc 8.4V nè, nhân 30 nữa ha. Đó. Mình lấy hàng đợt này cũng rất là nhiều nha. Thì các bạn nào mua thì cứ liên hệ với mình số điện thoại 0908875468 nha. Các bạn nào lấy thì cứ nhắn tin địa chỉ với mình, địa chỉ, số điện thoại, tên người nhận và cái món hàng mình lấy ha, cho nó đỡ bị lộn nha các bạn. Rồi, ok. Cảm ơn các bạn đã xem video nha. À, hồi nãy mình có chuẩn bị cái nữa. Mình nói mình sẽ khoan thử cái chức năng cho nó, chức năng khoan cho các bạn xem. Các bạn nào làm đồ nhôm á, lấy cái này khoan cực kỳ ngon luôn. Tại đồ nhôm nó mỏng thôi, nó mỏng và nó nhẹ nữa. Nên mình khoan nè, đây mình khoan cái khoan gỗ 10 ly nha bạn. Khoan gỗ 10 ly nha. Mình thử cho bạn xem. Từ từ đợi mình xíu nha. Mình dặn cái măng găng lại mấy phút rồi, 12 phút rồi hả, cũng nhiều rồi. Video khá dài. Đây, mình sẽ dặn, mình sẽ khoan gỗ cho bạn xem. Gỗ này gỗ 5 phân nha các bạn, gỗ cứng nha các bạn. Sẽ khoan cho bạn xem nha, đó. Thấy rõ không? Zoom lại lên nè. Đó. Đó. Các bạn thấy cái lực nó mạnh ghê chưa? Thấy không? Đó. Cầm tay khoan luôn nè. Gỗ này gỗ cứng phải gỗ mềm nha. Thấy không? Cực kỳ nhẹ nhàng nha bạn. 7.2, nhưng thực tế cái con này á, mình cái con này là con mình ấy, mình để mình dặn mấy gài rất là lâu rồi, hình như mình nhớ không lầm 2-3 tuần mình chưa xài con này nè. Nhưng rất là khỏe, rất là ấy, rất là thích hợp các bạn nào xài linh tinh lan khoan mà nhỏ nhỏ, các bạn xài ở nhà, bạn làm mộc, các bạn khoan nhỏ nhỏ cũng được luôn nha các bạn. Có những cái các bạn đâu cần cao siêu, cần mạnh, cần đồ thì mua mấy con này nó cực kỳ rẻ và cực kỳ tiện lợi, hữu ích nha. Lâu lâu mình xài một lần đó thì mình mua con này mình xài cũng rất là ngon nha các bạn. Pin lithium thì các bạn khỏi sợ ha. Sạc adapter các bạn gắm vô đây 220 là xong ha. Rất là tiện nha các bạn. Rồi ok. Video của mình đến đây là hết ha các bạn. Các bạn xem video nhớ like, subscribe ha. Đây, hàng rất là nhiều nha các bạn. Mười mấy con, mấy 20 con gì đó. Thì cảm ơn các bạn đã xem nha. Rồi, chào tạm biệt các bạn.